em. Kỷ niệm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết như lá khô rơi. Xa nhau có đau buồn đâu. Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm. Ngoài trời mưa không dứt. Con đường chờ nước em đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Ôi kỷ niệm ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời. Kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên trên con đường sóng gió ra đi. Làm trai tôi đánh lối hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Xa nhau có đau buồn đâu. Xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời. Kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đánh lối hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Xa nhau có đau buồn đâu. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong live show thứ tư của Đăng Nguyên. Khi mà Đăng Nguyên đứng trên trong đó thì Đăng Nguyên đã thấy cái lòng yêu thương của quý vị đã dành cho Đăng Nguyên. Một lần nữa, Đăng Nguyên xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thấy quý vị đến trong live show thứ tư của Đăng Nguyên, trong lòng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp nữa. Không biết mình có làm hết sức mình cho quý vị thương không? Nhưng mà Đăng Nguyên sẽ cố gắng hết mình để mà gửi đến cho quý vị một cái live show thứ tư rất là hay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây Đăng Nguyên xin gửi đến quý vị với một nhạc phẩm mà Đăng Nguyên đã bấy lâu nay rất là thích, và tình cờ nghe trên YouTube rất là nhiều người đã hát nhạc phẩm này, thì Đăng Nguyên xin gửi đến cho quý vị nhạc phẩm
Tình yêu cách trở. Xin vị thưởng thức. Sao em luôn u buồn và thường suy tư trong những chiều buồn. Em muốn xa anh phải không? Ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu thì hứa một lòng. Tại sao em anh hay buồn? Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không. Vì yêu nên muốn xa người. Tình yêu không nở, anh nghèo biết tính làm sao. Xa anh thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây sầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Nếu mà quý vị chương trình này mà quý vị đi coi nhạc nhạc mùi đó, nhạc thất tinh là đúng show rồi đó. Còn quý vị mà đi coi nhạc nhảy là lộn show. Và sau đây Đăng Nguyên xin mời được một ca sĩ rất là xinh đẹp và rất là hot của Trung Tâm Asia để mà song ca cùng Đăng Nguyên. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh. Trong buổi tối hôm nay mới đứng gần em chút xíu mà anh toát mồ hôi rồi. Và sau đây Đăng Nguyên và Hoàng Thục Linh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm được mang tên Sầu Tím Thiệp Hồng. Xin quý vị cùng nghe. Suốt đời tình thắm sâu, nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Vời nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn sẽ kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt sẽ kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng vui tiến đường. Lá thu chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim, biết bao giờ cho khuây. Trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt sẽ kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ
pháo hồng vui tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Linh đã hát chung với Đăng Nguyên một bài trong lá sầu của Đăng Nguyên. Thì anh muốn hỏi em, từ trước cái giờ đó em hát trên sân khấu đó, những cái gì là kỷ niệm vui nhất của em? Em có thể cho khán giả của Đăng Nguyên biết được không? Dạ, kính thưa anh và kính thưa quý vị. Thì đi hát thì Thu Vinh có rất là nhiều kỷ niệm vui. Và chỗ nào cũng là một kỷ niệm, nhưng mà hình như đặc biệt là một kỷ niệm là Thục Linh có một lần đã sang Nhật Bản và hát tại đó cho khán giả người Việt, và không ngờ đó cũng có người Việt cũng đông lắm anh, và rất là vui tại vì ở đây là ở Nhật là một cái xứ lạ không giống như ở đâu hết, và hát cho khán giả cũng có một chút xíu đặc biệt nữa là họ rất là nhiệt tình, cho nên coi như là hát bài nào là họ cũng hát theo và vỗ tay theo, cho nên cái cảm giác của mình rất là vui và rất là sung sướng khi mà được hát cho khán giả nghe. Wow. rất là đặc biệt. Còn anh đó thì những cái kỷ niệm mà nào mà hạnh phúc nhất của anh đó thì khi mà Đăng Nguyên đứng trên sân khấu hát, quý vị vui, quý vị vỗ tay. Cái đó là cái niềm hạnh phúc nhất của Đăng Nguyên. Và cho dù khi mà bước xuống sân khấu, cái cuộc đời của mình nó cho mình khổ cách mấy, thì mình dùng cái đó để mình bỏ vô bài hát, mình hát cho quý vị nghe. Và một lần nữa quý vị xin Đăng Nguyên xin Hoàng Thục Linh tâm sự với khán giả một tí trong khi mà Đăng Nguyên đi thay đồ, được không? Tự nhiên đi anh. Quý vị xin cho Đăng Nguyên một hát tràng pháo tay nữa. Hay là nhảy gì cũng được. Cái này mới hơi khó nữa. Khổ một cái là Thục Linh tiếng Việt cũng không có rành và không có giỏi lắm, cho nên quý vị nếu mà hiểu được và thông cảm cho Thục Linh có thể cho một tràng pháo tay được không quý vị? Thục Linh cũng muốn chia sẻ về chút xíu về anh Đăng Nguyên. Thục Linh qua Cali là cũng được gần 2 năm rồi, cho nên mà qua có một mình, cho nên gia đình thì vẫn còn ở Arizona. Và quý vị biết thì ở trong trung tâm Asia thì anh chị em nghệ sĩ ai cũng rất là thân với nhau, và thường thường là cũng hơi rủ rê đi ăn uống và đi chơi, và đặc biệt là Thục Linh và những anh chị em nghệ sĩ khác cũng thường qua nhà của Đăng Nguyên để mà ăn uống, và Thục Linh cũng có một điều cảm nhận là gia đình của anh Đăng rất là Thục Linh rất là quý. Thục Linh rất là muốn cảm ơn cô và ông bà ngoại và hai đứa em của anh Đăng nữa. Thục Linh rất là quý tại vì Thục Linh qua đây chỉ có một mình, cho nên mỗi lần tới chơi và được chung vui với gia đình thì Thục Linh cũng coi giống như như là gia đình thứ hai ở Cali, cho nên Thục Linh cũng muốn dùng cơ hội này để mà cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn ông bà. Quý vị thì cũng cho một tràng pháo tay. Cũng giống như gia đình của cô, và đặc biệt nữa là gia đình của anh Trúc Hồ và chị Diệu Quyên, là bác Trúc Giang và mami, không biết tối nay có ở đây không, là ba má của anh Hồ cũng đón nhận Thục Linh rất là nhiệt tình, cho nên Thục Linh
coi như là move từ Arizona qua Cali là được thêm hai gia đình nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Giỏi quá. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là một bài hát mà cũng đã rất là lâu. Đồng Nguyên xin mời quý vị nghe lại nhạc phẩm được mang tựa đề Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Bay sắt xe lòng ước vai mềm hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trong theo một bóng mình tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoan bay bay sắt xe lòng ngược vai mềm hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trong theo một bóng người tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ nhìn
theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương khắc lên muôn vàng oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng Cảm ơn quý vị. Hát không hồi hộp mà nhìn quý vị hồi hộp, chảy mồ hôi. Và sau đây Đăng Nguyên xin gửi đến quý vị với một nhạc phẩm mà Đăng Nguyên thấy là có một ngày rất là đẹp trời, Đăng Nguyên lên trên mạng và thấy một cái người ăn xin hát cái bài này. Đăng Nguyên thấy hay và tồi quá, thì Đăng Nguyên xin anh Trúc Hồ cho Đăng Nguyên hát trong live show để cho quý vị nghe. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Về Em. Đêm đêm gió thổi từng cơn, gió lạnh về từng cơn, nhớ người em gái phương xa. Đêm đêm anh ngắm sao trời, thay lòng nhớ thương vô vàn người em gái. Đêm nay nhớ nhiều về em, với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa yêu. Đêm nay nghe gió heo may về, bỗng nhớ em vô bờ, những ngày thân ái bên nhau, bây giờ em có nhớ không? Nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng trong bước trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những ngày ta xa cách, em gói tròn yêu thương theo khắp miền hành quân. Em ơi giữa trời đầy sao, nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, nhớ người em gái thôn quê, nhớ ngày xưa đó yêu nhau. Về xa lắm em ơi, và nhớ những ngày ta xa cách, em gói tròn yêu thương theo khắp miền hành quân. Em ơi giữa trời đầy sao, nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu.
Em ơi, chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà như người em gái thôn quê.